Audio Minh Nguyễn xin kính chào quý khách trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2020. Lần đầu tiên Minh Nguyễn xin cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng ở gần và xa trong suốt thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ Minh Nguyễn. Cũng chính vì cái tình cảm như vậy nên hôm nay Minh Nguyễn tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm vang số X8 thương hiệu của JD Tây Ban Nha. Thì hôm nay thì em đã về được một lô đây, 15 con thì vừa em đã vệ sinh qua thôi và tháo sẵn này một con này cho các bác được ngắm nhìn bên trong nội thất của nó. Thì con này nó sử dụng vỉ màu men vỉ tím nha các bác nhá, vỉ xanh tím nhá, màu xanh tím, còn cái màu xanh dương thì nó cái vỉ đấy nó rẻ hơn. Cái loại vỉ tím thì bao giờ nó cũng được nhiều anh em ưa chuộng cái dòng vỉ tím này. Thì con này thì nó có cái lợi là nó có chỉnh được hai chế độ mic nha các bác nhá, hai chế độ mic riêng biệt đấy. Ba đường mic đây thì có cái là mic A, mic A và thêm một cái chế độ mic B nữa đấy, có cái là ba, có cái ba chế độ mic ra thì A B sẽ cùng và cái A A là cùng một này, còn cái B là riêng này đấy. Cái B là thì các bác cái chỉnh theo gì vợt hoặc là chỉnh theo cái gì chế độ riêng thì các bác chỉnh đấy, nó lại rất là tiện lợi ở trong cái vấn đề mà các bác nào đi làm sự kiện ấy, sự kiện là các bác này chơi rất là hợp lý luôn. Vì làm sao ấy, các bác chỉnh được hai chế độ mic riêng biệt đấy. Và cái dòng này thì chỉnh nó cũng rất là dễ, nó là dòng vang số của X, thì con này nó là đời X8 nha các bác nhá. Thì cái phần mềm của nó thì đây em đang kết nối đây, thưa các bác là phần mềm đây ạ, phần mềm X8 này thì em ấy tải về đây, đây phần mềm đây nhé các bác nhá. Đấy, đây em sẽ kết nối cho các bác này. Đấy, phần mềm của nó nhìn nó cũng rất là dễ chỉnh luôn, nói chung là rất là dễ chỉnh đấy. Em đã kết nối xong đấy, đã kết nối xong rồi nhá. Các bác thích chỉnh cái gì thì tới đây, mu phần music này, phần mic này, mic A này đấy, phần mic B này đấy, mic A mic B này. Đấy, rất là tiện luôn đấy, các bác thích chỉnh theo cái kiểu gì các bác chỉnh. Đấy, chỗ effect thì vợt này, main chính này, sub này. Đấy, à đâu, cổng sub rao này, là hai lỗ ra sau, đường center này, đấy, và đường sub này, đấy, đường sub, đấy, thì các bác thì tùy theo các bác cắt theo đến giải tầm nào để cắt, đấy, đấy giải sub, đấy. Đây thì tất cả em đã chỉnh gọi là sẵn rồi, nên là các bác chỉ việc chơi thôi. Đấy, tất cả em đã chỉnh sẵn cho các bác rồi. Đấy, thì cái dòng vang X8 thì rất tiện lợi để cho các bác nào dùng trong quán bar hoặc là phòng hát hoặc là sự kiện show chậu là đều được hết. Đấy, đây là cái phần mềm của nó nha các bác nhá. Đây em kết nối, khi kết nối nó sẽ hiện như này. Đây, đang kết nối đây. Đấy. Đấy, về cái phần linh kiện ở bên trong thì con này linh kiện còn rất là đẹp nha các bác nhé, linh kiện còn rất là đẹp luôn. Đấy, linh kiện còn rất đẹp. Con này nó chạy chip dòng analog của Mỹ nha các bác nhé, analog của Mỹ. Đấy, linh kiện còn rất mới và đẹp. Đấy, nên là các bác chơi cực kỳ là yên tâm luôn. Đây, em đã cho các bác quay về cái thông số ở sau của nó. Con này đây, nó có 6 đường ra đấy, mở vào và center và sub, cổng hai cổng ra sau. Đấy, tín hiệu vào thì của nó là có in 1 và in 2. Đấy, cổng kết nối RS232 thì có hai lỗ, lỗ ở đằng sau và lỗ ở đằng trước. Đấy, con này thì nó là một hàng thương hiệu của JD, thì đây là về cái hình thức của nó cũng rất là đẹp. Cái hàng thương hiệu JD các bác cũng đã biết rồi, cũng là cái dòng đi loa mà cũng rất là nổi tiếng của Tây Ban Nha ấy. Đấy, JD là thương hiệu của Tây Ban Nha ấy. Đấy, nên là cái linh kiện thì con thật sự là dòng này nó chạy linh kiện này rất là cao cấp luôn.
nó chạy linh kiện vỉ tím nha các bác nhé. Con này thì em đang bán với lại giá thị trường ở trên thì cũng rất là hợp lý rồi, trên 2 triệu thôi nha các bác nhé, trên 2 triệu một tí thôi. Đấy thì các bác nào mà có nhu cầu lấy hàng thì cứ điện thoại trực tiếp vào số Zalo của em 0985778338, số Facebook là 0937348386. Em ở số 89 đường Hoàng Văn Lý, Ngô Quyền, Hải Phòng. Đấy bác nào ở gần đấy thì các bác cứ qua quán thì em sẽ set up luôn cho các bác. Đây thì em sẽ test thử cái phần mic để cho các bác nghe qua cái phần mic. Qua đây cái phần mic của nó tiếng rất hay nhá. Alo, lên 1 2 lên. Alo, lên. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt về từ đây. Alo. Con này thì thật sự các bác là về cái phần mic của nó cũng rất là hay, thì nó hay hơn dòng X5 rất là nhiều luôn. Đấy, tiếng echo thì vọt của nó ngọt lắm. Nhưng mà các bác nào mà không biết hát thì hát qua con này nó cũng thành ca sĩ hết. Đấy. Đấy thì cái giá thì đấy, em báo giá vì là thật sự các bác này đúng là vì em muốn công khai giá trên này cơ. Nhưng mà thật sự là chính vì cái công khai giá đấy nên là cái kênh cũ của em, cái kênh Minh Nguyễn ấy, nên là mới bị ăn bốn gậy, đang bị treo giỏ ở trên đấy, nên là thật sự các bác là bán hàng nên là nhiều lúc là cũng còn rất nhiều anh em trên thị trường bán nữa, nên là khi mình bán mình đăng công khai giá lên thì bao giờ cũng sẽ làm ảnh hưởng đến người khác bán hàng đấy, thì là cũng không được hay lắm. Thế nên là em bây giờ này em cứ đăng lên như này thôi, còn bác nào mà có thiện chí thật sự thì cũng không tiếc gì một vài phút điện thoại cả, các bác cứ gọi cho em thì em sẽ cho các bác một cái giá cực kỳ là ưu ái, và em cam kết là sẽ rẻ hơn ở bên ngoài rất là nhiều, những cái chỗ khác rất là nhiều luôn đấy. Còn giá thì các bác phải thông cảm, bây giờ em không thể nào mà đăng công khai giá lên được vì là em đã bị kênh kia em đã bị treo giỏ một lần rồi, đang bị ăn bốn gậy rồi đấy, là có nghĩa là cái này thì cũng chắc ở trên anh em gọi cùng làm thôi, nên là người ta gọi thuê người ta gọi là đập kênh với em thôi, chứ còn nói thật ở trên tổng YouTube thì nó cũng chẳng bao giờ nó làm cái trò đấy bây giờ cả, vì mình cũng không gây ảnh hưởng cái gì cả, mình cũng gọi là quay là người thật việc thật thôi, chứ không phải là gọi lên đây lừa đảo hay cái nọ hay kia đấy. Nhưng mà chẳng qua bán cái giá nó rẻ quá nên là có nhiều anh em khác nên người ta khó bán luôn đấy, nên là thôi thì đây thì bây giờ cái bác nào cứ thiện chí gọi điện trực tiếp vào cái số điện thoại của em đang trên bài đấy thì em sẽ tư vấn và sẽ gọi là cho các bác một cái giá cực kỳ là hợp lý nhất. Thế thôi sau đây thì em cũng xin chân thành cảm ơn đến các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Audio Minh Nguyễn, và các bác nhớ đừng quên là đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái mặt hàng mới nhất ở bên em là cập nhật về cho các bác được biết sớm nhất. Thì sau đây thì em xin chào hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo nhé.